Ông chồng bất lực vì lấy phải cô vợ còn quá trẻ, cướp cẩn thôi của con để nằm khiến con gái bất mãn gào lên. Tháng 9 có thể nói là thời điểm vàng cho các cặp đôi làm đám cưới và cùng nhau bắt đầu hành trình tạo dựng một mái ấm gia đình. Trong khi các cánh mày râu tràn trề hạnh phúc vì sắp có người bưng bê rót nước cho mình, thì mới đây một anh trai đã nhanh chóng đăng tải trên mạng xã hội sự thật về một cuộc hôn nhân khiến các đồng minh phải vỡ mộng. Cụ thể, trong clip quay lại cho thấy ông chồng đang mải chơi đùa với con gái, thế nhưng chị vợ ở ngay đó thì chẳng có vẻ gì là quan tâm đến hai bố con cả. Chị rất hồn nhiên ngồi ngay lên chiếc nôi của con và ăn vụng. Đứa con nhìn theo mà chỉ biết gào khóc đầy bất lực. Tưởng mua cái nôi là cho mình nằm, ai dè nôi thì chẳng có, mẹ cũng chẳng thèm để ý gì luôn. Ông chồng cũng không biết nói gì hơn, thế này thì có khác gì đẻ sinh đôi hai cô con gái nhưng khác tuổi nhau đâu cơ chứ. Sau khi xem xong đoạn clip, nhiều anh em đã cười đến nội thương vì sự ngây ngô của bà mẹ. Đúng là khi rèn rát là mẹ mà. Mẹ kiểu, thử độ bền của nôi thôi, con làm gì mà căng. Khi bạn tuổi ăn tuổi chơi nhưng bị bắt đi lấy chồng đây mà. Các bạn nghĩ sao về bà mẹ Gen Z này? Comment ngay cho TV Chan biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.